Các bạn thân mến, mình Hiếu bên kênh xe Hyundai. Vậy là Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất với Chính phủ là sẽ giảm thuế trước bạ năm 2024. Thời gian áp dụng sẽ từ ngày mùng 1 tháng 8 tới hết tháng 1 2025. Năm nay thì nó sẽ khác mỗi năm một chút. Mỗi năm thì nó sẽ giảm từ mùng 1 tháng 7 đến 31 tháng 12. Năm nay thì chắc mình nghĩ là do nhà nước thì cũng bận nhiều chính sách mới cho nên là cái thuế này nó sẽ ra chậm một chút. Điều này thì cũng tốt thôi, bởi vì một số mẫu xe mới của Hyundai bên mình sắp tới nó sẽ ra mắt hơi muộn một chút, như Tucson, Santa Fe, thì chúng ta lại có thêm thời gian và sự lựa chọn với những cái phiên bản mới. Thì ngày hôm nay mình có đây một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp. Thì sau vài lần giảm giá thì mình thấy hiện tại mẫu xe này đang có mức giá cực kỳ tốt mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ đổ vào cái lán này cho nó mát rồi quay chi tiết cho mọi người nhé. Máy xăng này êm lắm. Đây là Santa Fe xăng cao cấp mọi người nhé. Santa Fe thì sẽ có 4 phiên bản tại thị trường Việt Nam mình, đó là xăng tiêu chuẩn, dầu tiêu chuẩn, xăng cao cấp và dầu cao cấp. Bạn nào mà quan tâm đến cái sản phẩm dầu cao cấp thì em có thể xem video hôm trước mình đăng đây, con màu xanh ấy. Thì với phiên bản xăng cao cấp này thì có mức giá niêm yết là 1 tỷ 275. Thì sau vài lần giảm giá thì hiện tại giá xe chỉ còn là 1 tỷ 110 thôi mọi người ạ. Để mình tính nhá, 1275 trừ 1110 là cũng đang giảm 165 triệu. Với cái Hyundai Santa Fe thì phiên bản máy dầu đang giảm nhiều hơn mọi người nhá, giảm 205 triệu. Thì giá lăn bánh thì mình cũng đã làm tạm tính ở đây rồi và mình sẽ gửi lên màn hình cho mọi người xem qua nhá. Nói chung là giá là rẻ giật mình luôn. Với mức giá 1 tỷ 110 còn thương lượng mọi người nhá, còn hỗ trợ mọi người khi mọi người qua trực tiếp đại lý Hyundai Đông Anh để xem xe. Sắp tới ngày 1 tháng 8 mà giảm thuế thì giá lăn bánh chiếc xe này tại Hà Nội nó chỉ vào 1 tỷ 201 triệu thôi. Còn đối với những khách hàng, bạn nào ở khu vực tỉnh thì chúng ta cũng vui lòng trừ đi khoảng độ 20 đến 25 triệu do chênh lệch giữa tiền biển số cũng như là thuế. Thuế ở tỉnh thì rẻ hơn, thuế tỉnh là 10%, giảm thì còn 5%. Hà Nội là 12%, giảm còn 6% mọi người nhé. Sắp tới thì Santa Fe này nó sẽ ra mẫu mới. Và máy là máy xăng và máy hybrid thì phiên bản này đang được hỗ trợ giảm giá rất là sâu. Với phiên bản xăng cao cấp này thì chúng ta sẽ có đầy đủ các trang bị option hiện đại nhất trên những mẫu xe của Hyundai bây giờ. Như mọi người thấy là chúng ta sẽ có gói an toàn Hyundai Smart Sense này, cam 360 này. Đây, phần này nó có radar nha mọi người nhé. Đây là phần radar. Và phía trên kính đây là sẽ có một phần camera. Đây, mọi người nhìn rõ không ạ? Cái này nó sẽ phục vụ cho gói ADAP, phòng tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm phía sau, giữ làn đường, bám đuổi theo xe phía trước, giám sát điển mù bên gương trái và bên gương phải. Màu trắng này rất đẹp mọi người. Santa Fe thì mình thấy trắng, đỏ, đen là bán nhiều nhất. Sau đó là các cái màu khác nó bán chậm hơn, nhưng mà màu trắng này tương đối đẹp mọi người ạ. Riêng màu trắng này thì thanh khoản nó cũng dễ, mua bán nó cũng dễ. Chỗ này có vẻ hơi nắng thì mình tiến lên một chút kia nhé. Điều hòa Santa Fe mát thật sự luôn. Đây, đổ vào đây. Thời tiết Hà Nội bên này nóng lắm. May mà cái xe này nó có cái chế độ khởi động xe từ xa ấy, rất chi là hữu ích luôn. Để mình hướng dẫn mọi người thao tác nhé. Cái chế độ khởi động xe này thì sẽ giúp chúng ta khi mà chúng ta để xe ở ngoài trời nắng một thời gian thì trước khi vào xe thì chúng ta có thể khởi động xe để điều hòa nó hoạt động luôn, và khi chúng ta bước vào xe nó sẽ không bị sốc nhiệt. Như mọi người biết thì xe mà để ở ngoài om nắng trời lâu thì thời tiết ở ngoài khoảng độ 40 độ và trong xe thì nó phải khoảng độ 6-70 độ. Đây, mình sẽ hướng dẫn mọi người khởi động xe từ xa này. Chúng ta nhấn nút khóa xe một lần, sau đó giữ liền nút hold này. Đó, nha. Máy xăng thì ưu điểm là nhẹ nhàng êm ái. Đấy, cái tiếng của máy xăng thì nó êm lắm. Đây, mọi người nghe qua nhé. Đây là kèm cả tiếng của quạt gió điều hòa đấy. Đấy, quạt gió điều hòa bắt đầu nó êm đấy. Nó sẽ
to hơn một chút. Thì cái chế độ khởi động xe từ xa này, nếu như mà chúng ta không vào xe thì khoảng độ 10 phút thì xe nó sẽ tự động nó tắt máy. Hoặc là nếu mà không có chìa khóa chúng ta không thể vào xe được đâu. Nhưng mọi người yên tâm về an ninh nhé, là không bao giờ lo ngại đâu. Nếu muốn tắt thì mọi người nhấn đây, hoặc để 10 phút nó sẽ tự tắt. Phiên bản xăng cao cấp này thì chúng ta thấy ngoại hình nó cũng không khác gì so với phiên bản dầu cao cấp cả. Ngoại trừ là bản dầu cao cấp thì ở phía sau này nó sẽ có cái logo 2.2D. Còn máy xăng thì nó chỉ có logo là Hatchback thôi. Chữ Pre mọi người nhé. Santa Fe thì có chức năng đó là cốp thông minh. Chúng ta đứng gần cốp sau 3 giây như vừa rồi, nó sẽ phát ra 3 tiếng kêu và nó sẽ tự động mở cốp lên. Thì mình thấy cái này nó ưu điểm hơn so với cái chế độ đá cốp. Đá cốp thì nhiều khi mọi người đá nó không chuẩn thì nó cũng không thể nào mở được đâu. Đấy, còn đối với Santa Fe và những cái dòng xe của Hyundai nói chung thì chế độ cốp thông minh này sẽ thấy hữu ích hơn. Khi chúng ta bê đồ nặng chúng ta lại gần xe thì nó tự động nó mở cốp luôn. Cốp phía sau rất rộng mọi người nhé. Khi không sử dụng đến hàng ghế thứ ba, chúng ta gập xuống này thì tạo ra một cái mặt phẳng này, có thể cho các bé ngồi chơi phía sau này thoải mái luôn. Mọi người mua thêm một cái lót đệm êm này cho các cháu ngồi phía sau chơi thoải mái. Phía sau thì cũng có cửa gió điều hòa nhé. Đó, đây mọi người, độc lập nhé. Chúng ta có thể điều chỉnh được mức gió này, tốc độ gió thứ dưới này thoải mái. Dưới này cũng có cổng sạc này, một cổng sạc USB, một cổng sạc 12V 180W ở đây. Người phía sau này thì sẽ không nóng đâu. Đóng cốp này thì chúng ta có thể nhấn nút đấy và khoảng độ hoặc là chúng ta có thể nhấn trên remote này mọi người nhé. Màu trắng này đẹp quá. Vành thì giống trên bản máy dầu thôi, cũng là 19 inch mọi người. Cảm biến áp lốp đầy đủ hết rồi. Nói chung là Santa Fe này thì mình quay quá nhiều trên các video trên kênh của mình rồi. Nếu bạn nào muốn xem kỹ hơn thì có thể vào kênh để xem những cái video mình đã đăng trước đó nhé. Vào bên trong nội thất đi. Mọi người thấy không? Cái gương này khi mà chúng ta tiến lại gần nó sẽ tự động nó mở ra để nó chào chủ nhân này. Còn chúng ta vẫn phải nhấn mở khóa nhé. Đó. Rồi, lên xe bật điều hòa cho nó mát. Mười mà loa Harman Kardon, giống trên phiên bản máy dầu hoặc bản tiêu chuẩn thế. Santa Fe là sử dụng 10 loa Harman mọi người nhé. Nhớ hai vị trí ghế này, đó, một vị trí cho mình và một vị trí cho vợ mình. Đó, phía dưới thì phần bọc da màu nâu này. Trên tất cả phiên bản thì da đều là màu nâu mọi người nhé. Trên phiên bản xăng cao cấp này thì trang bị nó hoàn toàn giống với phiên bản máy dầu cao cấp, ngoại trừ là cái phần chế độ lái và chế độ đi hình nha mọi người này. Đây, cái núm xoay này nhá. Cái núm xoay này thì để chúng ta điều chỉnh chế độ lái ở đây. Comfort này, Eco này, Sport và Smart này. Đó, thì thông thường thì mọi người cứ đi chế độ Smart này cho mình. Chế độ Smart này thì nó sẽ học hỏi theo cái quãng đường mình di chuyển để nó điều chỉnh cái moment xoắn cũng như là chân ga sao phù hợp cho quãng đường, những thói quen mình di chuyển. Bản máy dầu thì chúng ta sẽ có thêm các cái chế độ đi địa hình, ba chế độ đi địa hình như bùn lầy này, tuyết này và chế độ đi đường cát nữa. Đấy, bản máy xăng này thì không có, dẫn động thì vẫn là bốn bánh toàn thời gian mọi người nhé. Có làm mát ghế này, đó, chúng ta có thể điều chỉnh được ba mức độ. Đây là mức độ cao nhất này, mức độ vừa phải này, mức độ nhỏ thôi. Bên này cũng vậy nhé. Nó sẽ thổi cái gió qua những phần lỗ khí này, ở trên ghế da này. Ngồi rất là thoải mái và mát luôn. Mình thấy ở Việt Nam mình thì cái chế độ làm mát này nó sẽ hữu ích hơn là chế độ sưởi ghế này. Nhưng trên Santa Fe thì nó có đầy đủ cả sưởi, cả làm mát luôn. Mùa đông thì chúng ta có thể bật sưởi. Đó, sưởi vô lăng đây chẳng hạn này, sưởi ấm vô lăng này. Auto hold là chế độ dừng đèn đỏ, không cần phải đạp phanh này. Cam view này, kích hoạt cam 360. Cái phần cam 360 trên Hyundai Santa Fe thật sự nó cực kỳ led nhá. Đây là mình còn chưa bóc cái phần bảo vệ màn hình ra để mọi người nhìn qua này. Nó nét cực kỳ luôn. Đó. Có thể điều chỉnh các cái góc độ này.
đó. Rồi đổ đèo xuống dốc này. Nói chung Santa Fe thì đầy đủ lắm mọi người ạ. Cổng sạc USB này, sạc không dây này. Mình chỉ thấy thiếu mỗi cái là cổng sạc Type-C thôi. Nói chung bây giờ thì các cái hãng xe ấy, nó dần dần nó chuyển sang cổng sạc Type-C hết rồi. Như Accent mẫu mới cũng là sạc Type-C, bởi vì là mọi người thấy cái thiết bị điện tử của chúng ta bây giờ là đa phần là sử dụng sạc Type-C rồi. Đó. Chúng ta có thể mua một cái cổng chuyển đổi 12V 180W đây, nắp ở dưới này. Dưới này có vẻ hơi tối nhỉ, để mình bật flash lên cho mọi người xem nhé. Phía dưới này nó có cổng sạc đấy. Đây. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đó. Có hai cổng sạc luôn. Thì mọi người có thể cắm dấu dưới này để sạc ở dưới này luôn. Dưới này nó hơi tối thì có thể mọi người nhìn nó chưa kỹ. Xuống hàng sau xem nào. Về cái độ rộng rãi của Santa Fe thì khỏi phải bàn rồi. Ngồi vị trí nào thì chúng ta cũng thấy thoải mái thôi. Kể cả hàng thứ ba kia thì nó cũng thoải mái hơn các cái mẫu trong phân khúc mọi người nhé. Với dưới này là có cửa gió này. Rồi hai cổng sạc này. Cái cửa sổ trời này. Cửa sổ trời toàn cảnh ấy. Lấy thêm ánh sáng quay cho mọi người xem. Đó. Dưới này có cổng sạc này. Hàng ghế thứ hai này thì chúng ta có thể ngửa được nhá, ngửa được nữa xuống. Như này là vẫn đang dựng đấy, mọi người có thể điều chỉnh tùy theo cái tư thế ngồi của mọi người. Rộng lắm. Chúng ta có thể di chuyển hàng ghế thứ hai này để nhường cái khoảng không phía sau, không gian phía sau cho người ngồi hàng ghế thứ ba. Rồi ok, thì vừa rồi mình có quay qua và gửi đến mọi người cái báo giá chi tiết về cái mẫu Hyundai Santa Fe này. Thì mọi người ở khu vực nào thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline là 0983 028 836 để mình có thể hỗ trợ mọi người khoảng thời gian tới chúng ta vừa được hưởng giá xe cũng như hưởng giá thuế mọi người nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.